Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Hôm nay mình xin giới thiệu, mình mới về được con âm ly có model là Marang PM64AV. Đây là dòng âm ly bình dân đến từ hãng Marang Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm vải xước màu đen. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin và còn rất đẹp, dù là âm ly bình dân nhưng mà con mình về cũng là tình trạng là không tì vết. Được thiết kế bắt mắt sang trọng, được thiết kế tương đồng những dòng PM. Như các bạn đã biết, những dòng âm ly bình dân của hãng Marang như là PM54, 54DS hoặc là PM64, 64AV, những dòng này rất được anh em chơi đánh giá rất cao vì nó là dòng âm ly bình dân nhưng mà nó rất dễ ghép loa. Các bạn ghép được tất cả các dòng loa Nhật Mỹ, những dòng loa có bass 25-30cm, nó đánh tương đối rất tốt, chất âm mềm, tiếng bass mềm mại, mid chép sáng ngọt ngào, phù hợp nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng. Được thiết kế bắt mắt rất sang trọng. Bên trái có hai nút, bên phải hai nút. Hai nút bên phải bao gồm nút chuyển ngõ CD 1, CD 2, phono, tuner, video 1, aux, tất cả có đèn rất đẹp nè các bạn. Các bạn chỉnh vào nút nào thì đèn nhảy chỗ đó. Hiện tại mình đang kết nối cái đường CD 1. Ngoài ra nó ở phía dưới nó có đường CD direct, nếu các bạn nghe direct các bạn ứng vào đèn sẽ sáng này. Khi các bạn bật đi direct thì những cái nút input selector này là vô tác dụng ha. À, nghe mọc. Nút thứ hai là nút volume, ở đây có một cái chấm khứa bên ngoài, bên trong có những chỉ số nên các bạn cũng rất dễ thổi. Rồi hai nút bên trái là bass, nút thứ hai là treble. Dòng này đánh được hai cặp loa 1-2, 1-2 ha. Giảm. Treble rất len keng các bạn. Dạ. Bát nè. Đó, rất phê ha. Ngoài những ngõ input selector thì có đường tép 1, tép 2, tép 3. À, nếu các bạn sử dụng những ngõ input selector thông thường này đó thì các bạn bật sụt cho mình. Ngoài ra nó có chức năng nghe music nè các bạn. Đó, các bạn ứng vào on là nghe music, tiếng sẽ sáng hơn, mid treble nó sẽ bay bổng hơn. Ngoài ra nó có chức năng movie, các bạn nghe tiếng vòm, âm thanh vòm hơn. Rồi music nè, vòm nè. Nếu các bạn muốn nghe trung thực hơn thì các bạn tắt cái nút music on off này cho mình. À, dòng này với kích thước chiều ngang là 41,6cm, cao 13,6cm và hậu sau 36,6cm và máy nặng 10kg. Có công suất 150W ha. Đánh được hai cặp loa 1, 2. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc. Phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 110W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 90W, cũng rất lớn nha các bạn. Nên các bạn ghép những dòng loa bass 30cm đánh tương đối rất tốt. Tổng thể mặt sau, các bạn không có điểm chê, ở sau là có một miếng sắt đã được sơn tĩnh điện hơi màu hồng. Tất cả ngõ rời xa VC1, VC2 là đường đá. Ở đây cầu chữ U, đường sập rau là không giảm nút những cái mát. Đây đường video, những ngõ rời xa thông thường phía dưới như phono, CD 1, CD 2, tuner, video và aux còn rất trắng ha. Đánh được hai cặp loa phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 16 ohm. Các bạn nhìn những ốc là các bạn biết đồ mới ha, rất vàng. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trực kháng từ 8 tới 16 ohm. Bên ngoài cùng có một IC OLED với total là 400W, những đầu CD dạng mạng epoxy sử dụng điện 100V. Đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Thông tin là Marang PM64AV IC 100V 150W, số dây 0042. Dây nguồn zin và dây nguồn dính ha. Còn mềm, ngày sản xuất lắp ráp tại Nhật nha các bạn. Tổng thể xương sắt bên phải trắng phao luôn. Rồi. Bên trái cũng vậy ha, rất trắng các bạn. Nội thất thì nhìn vào các bạn sẽ thấy một tăng phô. Nó lật bên tay trái nè các bạn, đây là nắp của nó tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha các bạn, nước sơn zin. Nó được các bạn rờ giống như một lớp da vậy cái mặt nó nhám ha. Không trầy xước, không cứng mó. Ở đây nội thất thì các bạn sẽ thấy một tăng phô lật bên trái cũng còn chỉ số tăng phô.
xương sắt ở dưới cũng còn rất mới ha. Hai tù lọc nguồn sử dụng tù Elna. Đó, trị số tù đây các bạn 56V và 8200 microfarad ha. Tù Elna hai tù, hai bao mạch công suất tương ứng vế phải bên này sẽ có hai sò, một xanh một đen nè các bạn, và hai sò thúc. Bên này cũng có hai sò, một xanh một đen, và ở giữa có hai con sò thúc, tổng cộng mới chạy bốn con sò xanh đen và bốn con sò thúc sò than. À, bao mạch tín hiệu đầu vào, bao mạch tín hiệu phần rề, các chiếc áp ở trong cũng còn rất mới rất sáng, tất cả còn mình báo zin cho các bạn. Hàng đấu giá về. Ở đây có một con STK nó nằm đứng này. Nó cũng rất mới ha. À. Dòng này các bạn về nghe trưng bày cũng rất là hợp lý, giá bình dân nghe các bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo con Marang PM64AV, mình về tình trạng con này là hàng đấu giá về. Dù là có giá bình dân nhưng mà máy mình chọn lựa cũng rất là kỹ, rất sáng, rất mới các bạn, không có điểm chê. Mình bán với giá rất là tốt luôn các bạn, chỉ là 3 triệu. Bạn nào thanh toán đủ mình bao ship, còn bạn nào cốt mình không bao ship, dành cho một con âm ly bình dân có model là Marang PM64AV, xinh đẹp xuất sắc nha các bạn. À, chất âm của nó tiếng bass mềm sâu, mid chép ngọt ngào chi tiết các bạn, phù hợp nhạc trữ tình, bolero nhạc vàng nha các bạn, những dòng nhạc tiết tấu dương đó thì rất tốt. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo lại, con âm ly Marang PM64AV mình bán với giá 3 triệu đồng, mình bảo ship toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.